Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài chiết phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Khi người ta điệu các con vào các hội đường đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở thời buổi nào giáo hội cũng luôn phải đối mặt với những khó khăn, và Kitô hữu thì luôn đối mặt với những sự bắt hại bằng rất nhiều cách thức khác nhau. Lịch sử giáo hội đã ghi lại những trang sử bi hùng của các thánh tử đạo. Các ngài đã mạnh dạn và can đảm chọn Chúa là trên hết. Các ngài cũng đã tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa trước mặt người đời. Và cái giá phải trả cho chính niềm tin của các ngài đó là mạng sống. Đó chính là những tấm gương anh dũng đã nêu cao tinh thần bất khuất của niềm tin, chỉ chọn một mình Thiên Chúa mà thôi, bất chấp những dụ dỗ, khuyên can, mời mọc, hứa hẹn của tiền tài vật chất, quyền lực và danh vọng. Và một điều lạ lùng, trong những con người rất hiên ngang, vững vàng trong đức tin ấy, lại có rất nhiều người yếu thế, quê mùa, thất học và cả nhút nhát nữa. Vậy mà họ đã có thể đối mặt được với vua chúa và quan quyền một cách can đảm. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng hôm nay, khi người ta điệu các con vào hội đường đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con đừng lo phải thưa làm sao hay nói thế nào, vì trong giờ ấy Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào. Chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hiện tại. Vậy làm thế nào thì người Kitô hữu có thể chỉ chọn một mình Thiên Chúa mà thôi? Người đời không chấn áp, không bắt hại bằng sức mạnh hay quyền lực. Nhưng làm thế nào người Kitô hữu vẫn có thể đứng vững trước những mời mọc của thế gian, những cám dỗ của tiền bạc, giàu sang, những hấp dẫn và lôi kéo của những tiện nghi vật chất, những sự lười biếng, suy nghĩ, biếng nhác trong lao động, mà lại thích hưởng thụ, xa xỉ, đặc biệt là sau một thời gian giãn cách. Nhiều sinh hoạt mục vụ của giáo hội đã tạm dừng, những hoạt động của xã hội cũng tạm ngưng. Không ít những con người, nhất là các bạn trẻ, thiếu nhi, luôn cảm thấy khó khăn để trở lại với công việc và tham gia những sinh hoạt của giáo xứ. Đó là một vấn nạn lớn mà những người sống đức tin hôm nay vẫn đang phải đối mặt.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở lòng, đón nhận lời Chúa, lắng nghe sự thúc giục của Chúa Thánh Thần, để có thể tiếp tục cái cuộc hành trình đức tin của chúng ta trong cái hoàn cảnh mới. Sao cho trong mọi tình huống, chúng ta vẫn luôn biết chọn Chúa, có Chúa để tin tưởng, cậy trông vào cái tình thương và sự trợ giúp của Thiên Chúa khi Ngài trao ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, giáo huấn mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe: hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần. Giáo huấn này mới nghe có vẻ như Chúa Giêsu đang đặt ra cho các môn đệ một cái điều kiện, hay dành cho các môn đệ một cái điều gì đó mà xem ra có cái sự công bằng. Tuy nhiên, đứng dưới góc độ của người Kitô hữu và những người có niềm tin, thì chúng ta sẽ đọc thấy từ trong giáo huấn mà Chúa Giêsu vừa mới nói cho các tông đồ ẩn chứa một cái khát vọng. Nếu chúng ta đứng về góc nhìn bình thường thì đây có lẽ chỉ là một điều kiện, nhưng nhìn dưới góc độ của tình yêu thì đây là một khát khao, một mong mỏi mà Chúa Giêsu muốn trao gửi cho các môn sinh của mình. Từ đó chúng ta nhận ra rằng có thể cùng một giáo huấn, nhưng với người có niềm tin thì sẽ mở ra một chân lý. Với những người chưa có niềm tin thì lại thấy đó là một nghịch lý. Đơn giản ví như hình ảnh của Chúa Giêsu trên thánh giá mà người Công giáo chúng ta tôn thờ. Bất cứ lúc nào người có niềm tin như chúng ta nhìn lên biểu tượng của thánh giá có Chúa Giêsu, thì ở nơi đó chúng ta nhận ra tột đỉnh của tình yêu mà Thiên Chúa đã muốn dành cho nhân loại. Nhưng bất cứ ai không có niềm tin và không nghe biết về Chúa bước vào trong một nhà thờ, một nhà nguyện, thì họ sẽ sửng sốt: tại sao chúng ta lại thờ một biểu tượng trần truồng, thậm chí là thô tục nữa? Chúa Giêsu hiện diện với con người là để cho con người, để phục vụ con người. Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Ngài không có ý nói đến sự công bằng ăn miếng trả miếng, hay kiểu hòn đá ném đi, hòn chì ném lại, hay như cách mà người đời thường đối đãi với nhau, có qua có lại mới toại lòng nhau. Chúa Giêsu đến để mang tình yêu, một tình yêu vô vị lợi và không toan tính, một tình yêu mà con người chỉ có thể diễn tả hạn hẹp bằng ngôn ngữ, chứ không bao giờ diễn tả hết ý nghĩa từ trong thâm sâu. Chính khi nhận ra điều này mà chúng ta được mời gọi để ý thức làm một cuộc trở về với cội nguồn của đời sống người Kitô hữu. Đó chính là sống để yêu và được yêu. Cội nguồn ấy chính là hình ảnh của Thiên Chúa mà Thánh Gioan đã xác tín trong tin mừng của Ngài: Thiên Chúa là tình yêu. Cộng đoàn thân mến, thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái chết, cả cái chết của những người bình thường, ẩn dật, cả cái chết của những con người rất nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Qua đó chúng ta nhận ra rằng tình yêu thương của con người dành cho những người đã ra đi trước những cái chết, dù có lớn lao đến đâu, thì đó cũng chỉ biểu hiện một niềm an ủi, hay hơn nữa là biểu hiện một lời cầu nguyện mà thôi. Với người Công giáo chúng ta, việc chúng ta xưng nhận Đức Giêsu Kitô trước mặt người đời mới thật sự là một bảo chứng bền vững cho đời sống hôm nay và mai sau. Bởi cái lối nói xưng nhận Ngài
cũng chỉ là một cách thức để diễn tả niềm tin son sắt của người Kitô hữu chúng ta khi đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Có lẽ một lối xưng nhận cụ thể nhất mà mỗi người chúng ta ai cũng có thể làm được, đó là làm cách nào để bất cứ ai nhìn vào chính đời sống của mình, người ta vẫn nhận ra rằng đây là người Kitô hữu. Cách đó mỗi người tùy lựa chọn để thể hiện, cách đó tùy thuộc vào cái biên độ của tình yêu mà chúng ta cảm nhận nơi Thiên Chúa, và cách đó cũng tùy vào lòng mến và sự thao thức của mỗi người chúng ta khi muốn chứng minh tôi là người có niềm tin vào Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ngày mới của tất cả cộng đoàn. Amen. Kính thưa quý ông bà cô bác và anh chị em, đoạn tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe diễn tả sự đòi buộc của Chúa Giêsu với người môn đệ của Chúa là phải tuyên xưng Chúa trước mặt người đời, nghĩa là tuyên xưng một cách công khai. Và Chúa Giêsu cũng bảo đảm ai trung thành tuyên xưng Chúa trong cuộc sống hôm nay thì Chúa sẽ không quên người đó trong cuộc sống mai sau. Tuyên xưng Chúa Giêsu trong cuộc sống phải được tỏ rõ trong lời nói, phải được thể hiện bằng đời sống qua những việc làm, chứ không thể theo kiểu giữ đạo tại tâm, chỉ cần Chúa biết là đủ. Bởi vì như chính Thánh Phaolô đã dạy, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, và có xưng ra ngoài môi miệng thì mới được ơn cứu độ. Như thế thì để trung thành tuyên xưng Đức Kitô, chúng ta không nên đóng khung đức tin của mình vào việc thực hiện những bổn phận đạo đức theo thói quen, nhưng cần biết không ngừng khám phá ra sự hiện diện và đồng hành của Chúa với tình yêu cứu độ trong từng biến cố của cuộc đời mình, và làm chứng cho người khác về cái điều này. Ngày nay chúng ta thấy những cuộc bách hại đạo công khai có thể không còn tàn khốc như trước đây, nhưng những khó khăn, những thách đố mà người Kitô hữu chúng ta phải đối mặt cũng đủ để cho mình tuyên xưng đức tin đến mức tự đạo. Những khó khăn, những vất vả, những lo âu trong cuộc sống hàng ngày dễ làm cho chúng ta sợ và có thể cũng bào mòn cái niềm tin của mình. Chắc hẳn chúng ta không chối Chúa trực tiếp như là tông đồ Phêrô ngày xưa. Thế nhưng có khi vì đồng tiền, vì danh lợi chi phối, vì những trào lưu tục hóa với các gương xấu, vì những cái dịp tội rất hấp dẫn, dễ đẩy chúng ta tới chỗ không chọn Chúa, chối từ Chúa và quên mất mình là một môn đệ của Chúa Giêsu. Quả thật, với những yếu đuối của phận người, lắm khi chúng ta không đủ sức để chiến đấu với ba thù, nào là ma quỷ, nào là thế gian, nào là tính xác thịt của bản thân mình. Chúng ta cũng không mạnh mẽ đủ để mà tuyên xưng, để làm chứng về Đức Kitô trong cuộc sống này. Ý thức sự mỏng giòn yếu đuối của mình, chúng ta luôn được mời gọi tín thác vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta và khẩn cầu ơn trợ giúp của Chúa. Và đặc biệt, chúng ta cũng cần tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài luôn sẵn sàng để trợ giúp cho mỗi người, để nhờ đó chúng ta cũng có thể có được cái cảm nghiệm như Thánh Phaolô. Chính lúc sự yếu đuối của chúng ta thì sức mạnh của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện. Hay nói một cách khác, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều nguy hiểm, còn đầy khó khăn, thì quả thật niềm tin của chúng ta hầu như luôn bị thách đố, luôn bị đe dọa.
Chúng ta khó tuyên xưng và làm chứng về Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã chết và sống lại vì mọi người và luôn ở cùng mọi người mọi ngày. Chúng ta hãy tin tưởng và tha thiết cầu xin Chúa củng cố niềm tin và gia tăng lòng mến nơi mỗi người, giúp cho từng người can đảm và nhạy bén trước những yêu thương chăm sóc của Chúa trong cuộc đời này. Để nhờ đó, chúng ta có thể vững tâm thắng vượt mọi trở ngại và mạnh dạn nên nhân chứng cho Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng cứu độ vào lòng thương xót của nhân loại. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng hôm qua với cùng một chủ đề, đó là đừng sợ. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy mạnh dạn sống và làm chứng cho tin mừng. Trong bài tin mừng hôm qua thì Chúa Giêsu đã đưa ra lý do đừng sợ, đó là vì có Thiên Chúa quan phòng. Còn trong bài tin mừng hôm nay, Ngài đưa ra hai lý do khác nữa để khuyến khích các môn đệ đừng sợ. Lý do thứ nhất, đừng sợ vì trong ngày phán xét, chính Chúa Giêsu sẽ tuyên bố nhận kẻ can đảm làm chứng cho Ngài. Lời trấn an này đi kèm với một lời đe dọa. Chúa Giêsu sẽ không nhìn nhận kẻ nào vì sợ mà chối Ngài. Rồi lý do thứ hai, đừng sợ vì có Chúa Thánh Thần soi sáng cách ăn nói và ứng phó khi người môn đệ bị đưa ra trước những nhà cầm quyền thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đọc lại lịch sử các thánh tự đạo Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng có nhiều vị thánh xuất thân từ những con người nông dân, chất phác quê mùa, ít học. Ấy vậy mà các ngài khi bị bắt hoặc bị tra khảo trước mặt các quan quyền thì các ngài rất tự tin và thông thái khi đối đáp. Thậm chí các ngài còn đưa ra những lý luận hết sức sắc bén. Đồng thời chính trong đời sống của các ngài là một chứng nhân. Ngài còn rao giảng lời Chúa ngay cho những người đang hành hạ mình. Tất cả những điều đó phát sinh từ đâu nếu không phải là Chúa Thánh Thần nói và hành động nơi các thánh? Trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy có nhiều người tự hào mình là người Công giáo, là người đã được rửa tội, hay là người đã tin theo Chúa, và họ không ngần ngại để biểu lộ niềm tin đó một cách công khai trong đời sống. Chúng ta không còn lạ gì khi xem các chương trình truyền hình, khi thấy hình ảnh những người nổi tiếng làm dấu thánh giá một cách xác tín và công khai. Họ có thể là các nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa học, các diễn giả, các ngôi sao điện ảnh, các ngôi sao ca nhạc, các cầu thủ bóng đá khi ghi bàn, và ngay cả những người rất bình thường trong xã hội. Và điều quan trọng hơn, trong cuộc sống ngày hôm nay cũng còn rất nhiều người Kitô hữu can đảm sống và làm chứng cho tin mừng. Thậm chí họ dám hy sinh cả mạng sống mình. Chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy vui và tự hào về những con người này. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng không ít người lại ngại ngùng nhận mình là người Công giáo, thậm chí chối bỏ đức tin một cách âm thầm hay là công khai trước mặt người đời. Có thể điều này ảnh hưởng và làm cản trở đến con đường tìm kiếm danh lợi thú trong cuộc sống của họ nơi trần gian. Và điều đáng buồn hơn là ngay chính đời sống của họ cũng chỉ là những hình ảnh phản chứng cho tin mừng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống. Ngày nay, những cuộc bách hại đạo công khai như ngày xưa không còn nhiều. Nhưng những khó khăn, những cám dỗ, những thử thách của cuộc sống mà người Kitô hữu đang đối diện và phải vượt qua
cũng là những cơ hội để mỗi người chúng ta can đảm tuyên xưng đức tin và làm chứng cho tin mừng. Ngược lại, khước từ sống theo những cam kết đức tin cũng là một hình thức chối đạo. Chối đạo là khi không có những hành động cụ thể để làm chứng cho tin mừng. Chối đạo cũng là khi không nhận ra tình yêu Chúa quan phòng dành cho mình. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin ban cho chúng con can đảm để dám tuyên xưng và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần xuống để hướng dẫn và sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Amen. Kính thưa quý ông bạn chị em, các thánh sử viết tin mừng trong khoảng nửa sau thế kỷ thứ nhất là thời điểm mà giáo hội của Chúa còn non trẻ, nội bộ đang từng bước để quy tụ rồi mới mở rộng. Còn bên ngoài thì các tín hữu phải chịu sự bách hại tàn khốc vừa bởi người Do Thái giáo vừa bởi đế quốc trần thế Roma. Thế thì trong tình cảnh ấy họ được gợi nhớ lại những lời cảnh báo của Chúa Giêsu về thời khắc nguy nan sẽ xảy đến và cũng nhằm để nhắc nhở khích lệ nhau sống trung thành với đức tin. Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đó, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ của mình, nếu mà cuộc bách hại không thể tránh khỏi có xảy đến thì đừng có sợ mà hãy sẵn sàng làm chứng cho Chúa, tuyên xưng đức tin, chấp nhận đi vào cuộc tử đạo theo bước của Ngài. Ngài hứa là sẽ vinh danh người dám can đảm làm chứng cho Ngài trong vương quốc vĩnh cửu, và Ngài cũng cảnh báo với người chối bỏ Ngài, kẻ ấy sẽ nhận chịu tương ứng những gì mình đã đối xử với Ngài. Chúa đòi hỏi lòng trung tín của chúng ta như vậy đó, vì Ngài chính là chân thiện mỹ tuyệt đối, là lẽ sống, còn chúng ta là những thụ tạo, chỉ có thể đạt tới niềm vui hạnh phúc viên mãn và được cứu độ trong Ngài mà thôi, không có con đường nào khác đâu. Tuy nhiên thực tế là có những lúc con người yếu đuối mỏng giòn không thể chịu nổi áp lực bức hại nên có thể sa ngã phạm đến Chúa. Tội lỗi này được thứ tha hết nếu có lòng ăn năn sám hối và quyết tâm cải sửa. Nhưng mà như Chúa nói, có tội phạm đến Thánh Thần. Tội gì vậy? Là tội cứng lòng không hối cải, thì tội ấy theo người ta cho đến đời đời không tha thứ được, vì con người ta đã chẳng muốn được tha, chẳng muốn được ơn cứu độ. Rồi trong tin mừng Chúa cũng đã hứa ban Thánh Thần cho những tín hữu để như là nguồn ơn sức mạnh và khôn ngoan giúp chúng ta đương đầu với những gian truân bách hại của bạo quyền trần thế. Cho nên người tín hữu sống giữa thế gian cần luôn gắn bó cộng tác với ơn Chúa, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống của mình. Thánh Thần bảo đảm cho tín hữu và hội thánh được vững vàng và trường tồn. Thật vậy thưa ông bà anh chị em, ta ngẫm về sự xuất hiện và tồn tại của một tôn giáo trên trần gian này, hay là bất cứ tổ chức nào, chúng ta nhận thấy điều rất đặc biệt đối với Kitô giáo nói chung, với hội thánh công giáo cách riêng. Ở những cái điểm này là: thứ nhất đó, Đức Giêsu Kitô vị sáng lập, Ngài đã chỉ có 3 năm thôi để mà tập hợp môn đệ để rao giảng giáo lý. Rồi khi được một nhóm nhỏ những người tin để quyết định dựng nên hội thánh, thì vị sáng lập này chẳng lâu sau đã bị bức hại cho đến chết, treo thập giá. Và điểm thứ hai, tới lượt những đồ đệ của Ngài lại cũng phải chịu bách hại ở mức độ dữ dội nhất, là chính mạng sống bị đe dọa và tước đoạt hầu hết đi. Ấy thế mà cho đến ngày nay, nhóm môn đồ của Chúa Giêsu đã lan rộng khắp thế giới. Điều này chỉ có thể được hiểu được là do nhờ bởi Thánh Thần mà thôi. Và chúng ta cũng nhận thấy suốt chiều dài lịch sử của mình, hội thánh không ngừng chịu bách hại dưới nhiều hình thức. Có lúc là đẫm máu, có lúc không phải đổ một giọt máu nào. Chúng ta nghĩ về những bách hại của ngày hôm nay,
nó bớt đi sự kinh hoàng của máu me giết chóc rồi. Mặc dù vẫn có ở những nước Hồi giáo cực đoan, những chỗ Hồi giáo cực đoan chẳng hạn, khủng bố, giết hại các Kitô hữu vẫn còn. Nhưng mà nhìn chung rõ ràng không còn đổ máu nữa, nhưng mà cũng đầy sâu xé nơi mỗi người tín hữu. Khi chúng ta muốn tuyên xưng đức tin, tuyên xưng đạo Thánh Chúa, tuyên xưng Chúa qua đời sống tuân giữ giáo huấn của Ngài, sống tinh thần tin mừng, hay là chối bỏ Chúa khi người ta sống tội lỗi, khô khan nguội lạnh, chạy theo quyến rũ của tinh thần thế gian. Đấy, có sự sâu xé như vậy, cũng đầy quyết liệt nơi chính mỗi tín hữu. Đó là điều chúng ta phải chọn lựa. Những chọn lựa nào cũng đầy cam go hết. Cho nên chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần luôn luôn đến, luôn luôn hoạt động và hướng dẫn đời sống chúng ta, để cả cuộc đời chúng ta khi sống trung thuần thành với giáo huấn của Chúa, sống tinh thần tin mừng, là chúng ta tuyên xưng Chúa cho anh chị em của mình đấy. Amen. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, ở trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ ca ngợi lòng tin của tổ phụ Abraham. Đó là Ngài nói, mặc dù không còn gì để trông cậy, nhưng mà Abraham vẫn trông cậy và vững tin. Chính vì thế, ông mới được gọi là tổ phụ của những kẻ tin. Quả thật, tổ phụ Abraham xứng đáng là mẫu gương đức tin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Tin vào cái điều rất khó tin, không chỉ khó tin, đó còn là điều dường như không thể xảy ra theo cái nhìn, theo lý luận của con người. Nhìn lại cuộc đời của tổ phụ Abraham, khi đã gần 100 tuổi mà Thiên Chúa bảo ông sắp sinh con, mà là sinh con với bà vợ Sarah cũng đã già nua tuổi tác. Bà vợ Sarah nghe nói thế thì cũng phải phì ra cười. Có lẽ bà không thể tin nổi cái điều xảy ra như vậy được. Nhưng mà Abraham thì vẫn tin, vẫn hy vọng. Rồi Đức Chúa khi bảo ông hãy lên đường đi đến vùng đất mà Đức Chúa chỉ, ông đã đi theo ngay. Đức Chúa bảo ông sát tế đứa con trai duy nhất, ông cũng vâng lời làm theo. Ông đã tin ngay cả khi những điều Chúa nói với ông xem ra trái ngược, vô lý và khó hiểu, nhưng ông vẫn tin, vẫn hy vọng. Đó là một điều rất khó khăn và cũng vô cùng thách đố đối với con người. Chúng ta rất dễ chán nản, thất vọng và buông xuôi khi đứng trước hoàn cảnh không còn gì để trông cậy như vậy. Trong những lúc tưởng chừng như không còn gì để hy vọng, thì chúng ta rất dễ đánh mất niềm trông cậy, đánh mất niềm tin của chúng ta một cách dễ dàng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ơn của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta trước hết phải là lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa, lòng cậy trông vững vàng vào lượng từ bi hải hà của Thiên Chúa, lòng can đảm để chúng ta làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời, và cũng là sức mạnh để chúng ta chiến thắng ma quỷ, chiến thắng gương xấu, chiến thắng tội lỗi của thế gian. Lòng tin cậy mến vững vàng như vậy chính là đời sống của một người đang sống theo thần khí, sống theo lời Chúa. Và đó cũng chính là gương mẫu của tổ phụ Abraham năm xưa. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay luôn tin tưởng vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, khi đứng trước những sóng gió, khi đối diện với những thử thách đau thương, dù trong hoàn cảnh không còn gì để hy vọng, nhưng chúng ta không được đánh mất niềm hy vọng vào nơi Chúa.
Hãy nhớ lời Chúa dạy chúng ta hôm nay, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Thánh Thần cũng sẽ dạy cho chúng ta biết phải làm gì, nói gì. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đọc lời Chúa ngày hôm nay từ bài đọc 1 Thánh Vịnh Đáp Ca cho đến bài Tin Mừng như đưa chúng ta về một chủ đề quan trọng, đó là Thiên Chúa và Chúa Giêsu thực hiện lời hứa. Đến muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Lời minh ước là gì? Chính là lời hứa của Thiên Chúa. Và lời hứa đó đã được thực hiện trong bài sách thánh của bài đọc 1. Thiên Chúa đã tuyển chọn một cụ già mà vẫn chưa có con. Ngài đã hứa với Ngài cho một dòng dõi đông đúc. Mặc dù Abraham cảm thấy lời hứa đó xa vời với mình, nhưng mà ông vẫn tin lời hứa Chúa sẽ ban cho ông ta được dòng dõi. Và cuối cùng Ngài đã trở thành cha của một dân tộc đông đảo như sao trên trời và như cát dưới biển. Bước sang bản Tin Mừng, Chúa Giêsu khi loan báo về sứ mạng của các tông đồ, môn đệ và chúng ta là phải làm chứng trước mặt Chúa, trước mặt người đời về đức tin của mình. Nhưng đồng thời Ngài cũng hứa là sẽ cử Thánh Thần đến để nói thay chúng ta, để Ngài giúp chúng ta phải nói làm sao và phải nói gì. Lời hứa này được thực hiện qua dòng lịch sử thời gian của giáo hội. Chúng ta biết các tông đồ vốn xuất thân là những người quê mùa ít học. Thế mà Thánh Phêrô và các tông đồ trước công nghị đã nói một câu làm cho những người ở trong phiên tòa phải sợ hãi và thoái lui. Khi các ngài bị chất vấn, các ngài trả lời một cách dứt khoát rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Có phải chăng đó chính là sự hướng dẫn tài tình và thâm sâu của Chúa Thánh Thần? Đến lịch sử giáo hội Việt Nam qua các thánh tử đạo, Thánh Tô Ma Thiện, một chúng sinh còn trẻ măng rất đơn sơ, nhưng khi bị cám dỗ và mời mọc nếu chấp nhận bỏ đạo thì sẽ được giàu sang và tước lộc, Thánh Nhân đã trả lời một cách dứt khoát: tôi chỉ mong chức tước ở trên trời, chứ không màng gì chức tước ở trần gian. Có phải chăng đó là lời nói đầy khôn ngoan và thâm sâu của Chúa Thánh Thần nói trong một người trẻ là chúng sinh Tô Ma Thiện? Lại nữa, Thánh An-rê Lê Thị Thành, khi người con gái đến thăm mẹ và chứng kiến áo của mẹ đẫm máu, đã khóc lóc thảm thiết. Thánh An-rê đã nói với con rằng: mẹ đang mặc áo hoa hồng, mẹ vui lòng chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, tại sao con lại khóc? Lời đó phải là lời thốt lên từ sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chứ không đơn giản là lời tâm tình của một người mẹ bình thường của trần gian. Như vậy chúng ta thấy rõ là Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa của Ngài cho các tông đồ và cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Ngày hôm nay chúng ta không còn những cuộc bách hại đẫm máu và khủng khiếp như các thánh tử đạo ngày xưa. Những cuộc tử đạo của chúng ta ngày hôm nay là những viên thuốc bọc đường. Chúng ta bị bủa vây bởi muôn vàn cám dỗ của một thế giới gọi là thế giới tục hóa và thế giới truyền thông hóa. Chúng ta phải đương đầu với rất nhiều khó khăn bởi bào mòn đức tin, khiến cho người Kitô hữu không còn dám làm chứng cho Chúa một cách hiên ngang trước mặt người đời. Vì thế chúng ta hãy tin vào Chúa Thánh Thần, tin vào sự khôn ngoan và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để chúng ta tiếp tục làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng ta có một lòng tin kiên vững và tín thác tuyệt đối như Abraham. Xin cho chúng ta có một lòng tin mạnh mẽ và cộng tác với Chúa Thánh Thần như các thánh tử đạo Việt Nam, để chúng ta tiếp tục làm chứng cho Chúa bằng đời sống của chúng ta, qua đời sống thường ngày của mình.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bài đọc lời Chúa trong mấy ngày hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của những người ngôn sứ của Chúa, là những người luôn luôn chịu những bách hại, những thử thách và gian nan, thậm chí có những người bị bắt bớ, bị đánh đòn và có những người bị giết chết nữa. Thế nhưng ngày hôm nay lời Chúa tiếp tục cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã cho các môn đệ biết rằng sứ mạng của họ rồi cũng sẽ ra thế. Thế nhưng Ngài cũng động viên các ông rằng tất cả những điều đó không quan trọng, nó có thể xảy ra, nhưng các con hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và tin tưởng vào Thầy, hãy làm chứng về danh Thầy thì các con sẽ được các thiên thần của Thiên Chúa làm chứng cho các con trước mặt Thiên Chúa. Và tất cả mọi sự ở đời này rồi sẽ qua đi, nhưng các con sẽ được phần thưởng ở trên trời. Chớ gì qua lời Chúa ngày hôm nay cũng là lời đem lại cho chúng ta niềm vui, niềm an ủi, bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc sống, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, nhiều khi chỉ vì sống theo tin mừng, chúng ta cũng chịu những thiệt thòi, cũng chịu những thách đố và bị những người đời hiểu lầm, bị những người đời chê trách. Thế nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi người chúng ta sống sứ điệp tin mừng mà Chúa muốn mời gọi chúng ta, và chắc chắn phần thưởng của chúng ta sẽ bội hậu ở trên trời. Và Chúa nói rằng chúng ta được lời lãi cả thế gian mà chúng ta đánh mất sự sống ở đời sau thì nào có ích gì. Xin Chúa cũng cho mỗi người chúng ta biết khôn ngoan nhận ra điều đó, để trong đời sống đức tin, đời sống gia đình, chúng ta luôn luôn trung thành, sống và làm chứng cho Chúa. Anh chị em thân mến, vào tháng 8 năm 2008, tại vùng Orissa bên đông bắc nước Ấn Độ, có một người theo chủ nghĩa dân tộc thuộc Ấn giáo bị bắn chết. Một tờ báo địa phương đã quy tội cho các Kitô hữu, thế là lập tức một làn sóng phản động, bạo động nổi lên từ những người Ấn giáo cực đoan. Kết quả là hàng chục người chết, hàng ngàn người bị thương, 50 nhà thờ bị đốt, 4.000 gia nhà của những người Kitô hữu bị phá hủy. Hàng chục ngàn người không cửa, không nhà, phải sống trong các trại cứu trợ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tiên báo về cuộc bách hại đó. Những gì Ngài phải chịu thì các môn đệ cũng phải chịu. Vì tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn thầy. Những điều này Chúa Giêsu đã trải qua, mọi sự đều phải xảy đến cho các môn đệ vì danh thầy, vì danh Đức Giêsu. Thế nhưng nơi tòa án có sự hiện diện của Thiên Chúa gần gũi với những người con cái của Ngài, chính Thánh Thần của Chúa Cha sẽ nói trong anh em, giúp anh em can đảm tuyên xưng niềm tin. Điều này chúng ta đọc thấy trong lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta thấy có nhiều vị thánh xuất thân từ nhà quê, chẳng được học hành là bao, lại phải lam lũi khổ sở suốt ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ấy vậy mà khi bị bắt, bị tra tấn, bị đánh đập, nhất là trong lúc bị hỏi cung, các ngài đã trả lời hết sức trôi chảy. Không những thế, các ngài còn lý luận, còn bẻ gãy những lời nói phi nhân bất nghĩa của vua quan. Mặt khác, nhân cơ hội, ngoài việc làm chứng cho Chúa, các ngài còn rao giảng cho những người đang hãm hại mình về đạo lý của các ngài. Tất cả những chuyện đấy chúng ta
ai cũng hiểu là Thánh Thần Chúa nói trong và nói hoạt động nơi những người tín hữu của Ngài. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng nói cho các môn đệ biết các ông sẽ phải chịu đau khổ, bị giải ra trước vua chúa quan quyền. Tuy nhiên Chúa bảo các ông đừng sợ, vì những lúc ấy Thánh Thần sẽ giúp các ông. Những lúc như thế làm chúng ta nhớ lại mẫu gương là cuộc đời của Abraham. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma trong bài đọc 1 đã nhắc với chúng ta về ông. Ông từ bỏ tất cả, từ bỏ quê hương gia tộc, từ bỏ của cải đất đai, thậm chí sẵn lòng bỏ cả đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng cuối cùng của tuổi già, bởi vì ông đã chọn Chúa. Thế nhưng Chúa không bỏ ông. Những ai bỏ những sự khác để theo Chúa, Chúa cũng trả lại gấp trăm. Ước gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta cũng vững tin vào Chúa, một Thiên Chúa trung tín và luôn yêu thương. Trong đời sống đạo của chúng ta không còn có những khó khăn như thời các thánh tử đạo ngày xưa bị bắt bớ, bị giải ra trước vua chúa và quan quyền. Nhưng ở nơi này nơi kia vẫn còn những gặp khó dễ đối với các người tín hữu. Tuy nhiên điều này không đáng ngại, bởi vì kinh nghiệm cho chúng ta thấy càng khó khăn càng khổ sở thì niềm tin và đời sống đạo này càng sống động nơi những người tín hữu. Nhưng điều đáng sợ hơn là chính những trào lưu tục hóa đang dần bách hại tinh thần của chúng ta. Những thứ này nó phá hủy từ bên trong tâm hồn của người tín hữu. Nó có sức làm băng hoại đời sống đạo đức và luân lý nơi con người. Những gian nan đe dọa lòng trông cậy của chúng ta đang đẩy chúng ta đến tuyệt vọng. Những đối diện của chúng ta với những thử thách về bệnh tật, về những khó khăn kinh tế, về hoàn cảnh gia đình xã hội tan nát, tất cả những cái điều đấy đang đưa chúng ta ra trước lương tâm và thái độ sống để mình chọn lựa. Thánh Thần Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Xin hãy cậy trông và lắng nghe tiếng của Ngài. Amen.